một ly nước mía sầu riêng nha, 10.000. Em còn thấy đây là có nước rau má nè anh ơi. Rau má rất là mát cho nên mình phải order rau má trên đường đi uống luôn nha anh Khanh. Uống thử coi cái nước mía sầu riêng nó ngon như thế nào. Trời ơi, ngon quá mà thơm quá. Quá tuyệt vời anh Khanh ơi. Mía vùng này nó ngọt mà lại có thêm sầu riêng nữa thì... ngon quá vị ơi, nhớ đi Củ Chi hỏi tài xế đó, dọc đường về kiếm cái tiệm này là tiệm nước mía vườn cao, mà nước mía có cái vị sầu riêng bên trong nó nữa nha. Rồi thì là có khoai mì nữa. À, khoai mì. Hôm nay có khoai mì không em? Có khoai mì làm gì vậy? Khoai mì hấp nước cốt dừa. Wow, đặc biệt quá, bảo đảm là ăn no, ăn chơi, ăn thiệt gì cũng hấp dẫn hết. Bây giờ qua quán khoai mì coi hấp nước cốt dừa nó làm sao. Thấy ngoài khoai mì ra thì còn có bánh tầm nữa. Bánh tầm rồi có... chè đậu xanh, khoai mì hầm nước cốt dừa. Dạ, và khoai mì hấp nữa anh Khanh ơi. Sữa bắp nữa, sữa bắp 15.000 đồng ly, chè đậu xanh 10.000. 10.000 tức là khoảng chừng nửa đô thôi, 50 cent thôi. Wow, vào đây để xem coi các cô gói khoai mì rồi thì là bánh tầm. Bánh bò này ở đâu làm? Bánh bò ở nhà làm luôn. Wow. Chị là chủ hả? Cho em thử đi bánh bò coi nó làm sao, ngon quá. Bánh bò này làm sao mà cái màu nó vàng nó ngon vậy? Đúng. Wow. Cái tiệm nước mía mình là mở ra bao lâu rồi? 20 năm rồi. Wow, tiệm nước mía này lề đường thôi mà 20 năm rồi, cũng lề đường chỗ này. Nhưng mà lúc trước thì phía ngoài đây thì giờ vô sâu, càng ngày càng vô sâu vô, hồi lúc trước thì ngoài nới rộng ra. Từ ý tưởng nào mà chị quyết định là bỏ nước mía và bỏ lên sầu riêng trong đó nữa? Thì tự mình nghĩ ra làm cho nó hơi lạ hơn của mọi người tí xíu. Sầu riêng là sầu riêng tươi hay sao chị hả? Sầu riêng trái tươi mà thấy sầu riêng ngon nữa. Wow, bánh bò đường thốt nốt rất là ngon. Thơm lắm. Rất là thơm anh, rất là thơm. Cho em thử nha. Rất là ngon anh, thơm mà dẻo ngon. Dẻo thơm mà cái mùi coi đường thốt nốt á tuyệt vời lắm. Anh định thấy thêm có làm sao nữa. Tức là các cái đoàn người ta tới đông quá, bây giờ phải mở ra phía sau nữa. Phải mở phía sau nữa. Rồi đây. Cơ ngơi rất là rộng rãi. Thưa vị, có bây giờ chúng ta nghĩ rằng thì là bán nước mía, bán mì thôi mà cái phải nói là cái nhà hàng lớn như vậy đó, sầu riêng là đó, sầu riêng là phải lúc nào cũng phải đầy tủ giống vậy đó. Thì nói chung cũng từ một cả ngàn ly là một ngày bán cả ngàn ly nước mía. Wow, sầu riêng này thì mình wow, sầu riêng là thơm quá. Sầu riêng này là đặc biệt, sầu riêng phải mua loại ngon là làm nước mía nó mới ngon. Đó, sầu riêng này, đó. Đặc wow, biệt. Sầu riêng ngon quá. Sầu riêng là cũng là mua loại đặc biệt nhất. Dạ. Nước mía mới ngon, thôi sầu riêng nếu không ngon thì nước mía nó không ngon. Thì như chị nói là chị mở bao nhiêu năm rồi? 20 năm. 20 năm rồi. Là chị mở luôn hay là gia đình ba mẹ mở trước đây? Mở luôn, tự mình mở luôn. Tự mở luôn. Mía mà dùng cái loại nước mía ở đây, cái mía nào mà thấy nó ngọt ngon quá chị? Mía Tây Ninh. Đây là vô đi coi mía nè. Mía Tây Ninh. Cái này kia bằng rốc 16. Là cái này nó mới cho nước mía ngon. Còn nếu thường mấy cái thí dụ quán lề đường là nước mía bình thường, cái cây mía bình thường thành ra uống nó không có ngon. Cái này mía này là loại mắc tiền, thế giờ loại này là loại rốc 16 là cái nước mía uống rất là đậm đà. Đó là loại này. 50 bó. 30 đến 50 bó. Thì khoảng ngày khoảng gần hết đống này. Ngày bán một đống mía thế này luôn. Cả ngàn ly. Vì thấy đằng kia thì nhân viên đang túc mía bằng những cái máy.
Bây giờ thì thuận lợi lắm, tất cả đều có máy móc hết cả, nhân viên chỉ việc để những cái mía vào đó, kéo qua kéo lại là vỏ mía nó chóc hết sạch sẽ đâu đó. Trong nước mía thì trong cái ly nước mía này là trong đó là có dừa, nước cốt dừa, đậu xanh với sầu riêng tươi á, với để mình coi đó. Dạ, rồi đó. Đậu xanh tươi. À là hỗn hợp trong đó là ba, dạ. Trong đó là ba thứ. Ba thứ là anh canh chứ không phải là sầu riêng không nha anh canh. À trong rất đó là dừa, đậu xanh, sầu riêng nữa, ba thứ là rất là đặc sắc và rất là ngon. Dạ không có ngọt. À đúng rồi, tại vì hiện nay sao thời buổi giờ người ta chuộng là dừa uống thôi chứ ngọt quá thì dạng uống người ta sợ á. Dạ. Phải nói là ngày hôm nay là chúng tôi rất là bất ngờ, không ngờ một cái quán nước mía bán khoai mì nước mía bình thường vậy thôi mà cái cơ ngơi rất là khang trang như là một cái nhà hàng như vậy. Và thấy rõ ràng là không phải là cái vấn đề cái mặt hàng chúng ta kinh doanh như thế nào, mặt hàng nhỏ, mặt hàng lớn, vấn đề đó là cái cách kinh doanh chúng ta nó vẫn có thành công được. Nước mía này bán 20 năm và xây được cái cơ ngơi như vậy là không phải là nhỏ đâu phải không? Dạ không phải là chuyện nhỏ đâu anh. Những cái business, những cái cơ sở làm ăn như thế đây là rất là thành công. Trong vòng 20 năm mà chỉ có một cái chỗ nước mía mà em nghĩ thì giống như một cái nhà hàng lớn bị đãi tiệc đám cưới vậy nè. Dạ. Mà chỉ có nước mía mà thôi. Bởi vậy mình càng nghĩ thì mình càng thấy là cái câu mà ông bà già xưa thường hay nói đó là gì? Nhất nghề tinh, nhất thân vinh. Dạ, dạ rất là đúng anh. Dạ. Nghề đơn giản thôi là bán nước mía thôi. Ông mà làm tới nơi tới chốn thì vẫn giàu có, vẫn có cơ ngơi và vẫn nổi tiếng như thường.